cá. Về cách sử dụng thì mình sẽ có hai cách sử dụng. Đầu tiên, cách số 1 đó là mình sẽ trộn chung vitamin C với thức ăn cho cá. Và cách thứ hai là mình sẽ pha vitamin C với nước. Khi mà chúng ta trộn với thức ăn cho cá thì mình sẽ trộn với liều lượng là 5 đến 10 gram trên 1 kg thức ăn. Bạn có thể trộn chung với 1 kg thức ăn nếu mà bạn có cái hộp đựng lớn khoảng 1 kg. Còn nếu xong thì bạn sẽ xớt ra một ít cám và để trong cái hộp nhỏ như vậy và pha làm nhiều lần. Và khi đó thì bạn sẽ bỏ một cái lượng, một cái muỗng vitamin C như vậy vào trong hộp cám như mình đang có và trộn đều lên. Bạn sẽ lắc đều như vậy, lắc vòng tròn đều như vậy để mà cái vitamin C nó sẽ dính đều vào các hạt thức ăn. Và khi mà cho cá ăn á, thì cá nó sẽ ăn được những cái hạt vitamin C khi mà đốt vào cái hạt thức ăn. Và khi cho ăn ở những cái lần ăn tiếp theo để mà đảm bảo là những cái hạt vitamin C nó có thể dính vào cái hạt thức ăn thì bạn sẽ đảo cái hộp thức ăn khi mà mỗi lần cho ăn.